Đang phát sinh chào bạn. Sau này đang phát sinh giới thiệu các bạn cần 11 nít chiều dài 39. Cái này do hãng Osaka sản xuất tại Osaka, Nhật Bản các bạn. Đây. Osaka Taker chất liệu carbon. Đây, phần chuôi cần này, sức nhẹ tí, đốt cần 4 đốt. Đang quay đốt cuối cho các bạn xem này, hơi sức nhẹ một tí thôi, vẫn còn đẹp, còn tầm khoảng 90% bát Fuji. Đốt 4, đốt cuối, đốt thứ 3 này. Hơi xước đoạn này một tí. Ngày xưa các bạn. Quyền Mafuji. Rồi, cần vãi các bạn nhé. Nước ngọt này Bali các bạn. Xoắn nhẹ đây các bạn. Nước ngọt xoắn này. Nói chung còn đẹp. Đây còn đẹp, sức tí thôi. Không vấn đề gì. Nhìn đầu alo có chữ Fuji này, nói Fuji này. Vừa rồi Hải đang vệ sinh để giới thiệu các bạn cần 11 nít chiều dài 3m9, độ cứng tương đương CX. Hải đang vệ sinh, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang vệ sinh.